Xin chào các bạn, mình là Duy đây. Hôm nay mình làm cái video á, mình muốn chia sẻ đến các bạn cách mà mình đạt được mục tiêu như thế nào á. Thì nó có một cái phương pháp mà mình hay dùng, thì để mình kể mấy bạn nghe cái câu chuyện mà mình quan sát con bé nhà mình á. Thì con bé nhà mình á, bữa nay nó 2 tuổi rưỡi rồi, nó hay tìm tòi lắm, nó hay mấy cái này lục cái kia á. Thì mỗi lần như vậy á, mình muốn mà nó không phá nữa, mình hay cất lên trên bầu tủ lạnh. Thì vì cái tủ lạnh nhà mình nó cao 1m4, còn con bé nhà mình là nó khoảng 90 à, giống như vậy nè, bé nhà mình nó cao 90, tủ lạnh mình nó cao vậy đó. Thì mà mình thì nó mà bỏ nó thì nó không lấy được, thì nó mới suy nghĩ là nó phải cần cái đòn, nó ra nó lấy cái đòn hay là cái ghế mà thấp á đó, cái ghế thấp á, rồi nó leo lên, nó leo không được, bởi vì nó nghĩ hồi nó lấy cái đòn nó leo lên cái kệ hay là đặt cái đồ trên cái bàn á thì nó với tay nó lấy được, nhưng cái tủ lạnh á thì nó cao quá nó với không có được. Thì nó mới suy nghĩ qua nó lấy cái bô, thì mẹ nó mua cho nó cái bô, nó cũng leo lên cái bô thì nó cao hơn cái ghế một xíu à đó. Thì nó thường thường lấy cái bô nó hay rửa mặt á thì nó rửa được. Bây giờ đó, cái nó nằm ở trên tủ lạnh thì nó cao quá, thì nó suy nghĩ thì nó phải lấy gì khác, nó với không được đó, lấy không được là nó thua. Mà nó biết mục tiêu của nó là cầm trên đó, mình hay cắt mấy cái đồ trên đó, đồ mà thấy nó đổ đuôi lửa tới thì mình cắt trên đó. Thì bây giờ thì tới từ lúc mà mình chuyển qua cái ngôi nhà này là hồi tháng 7, bây giờ tháng 3 rồi, tháng 7 với tháng 12 năm tháng 3, khoảng 8 tháng rồi. Thì con bé mà nó cao thêm rồi, thì hôm nay á nó mới kéo cái ghế lại, cái ghế mà cao hơn ghế đẩu, ghế bằng ăn á đó, thì nó bỏ lên, nó leo lên được thì nó đạt được, nó lượm được cái đồ về, nó phá banh chành luôn, cộng thun cộng đồ á, nó rã hết, xong rồi mẹ nó lấy, mẹ nó dọn à. Thì qua cái câu chuyện này á, thì mình muốn nói với bạn là, mình chia sẻ với bạn là cái cách mà trong cuộc sống này á, để mà mình đạt được cái điều mà mình đặt ra á, cái mục tiêu mình á, thì nó cũng giống như một đứa bé vậy đó, nó có mục tiêu nó trên đầu tủ lạnh. Đó là mục tiêu, thì mình đầu tiên mình phải có mục tiêu. Cái thứ hai là làm sao mà mình để mình lấy được những cái cọng thun đó, những cái đồ đó, bánh trái rồi đó, thì mình phải cần cái phương tiện. Cái phương tiện ở đây là như con bé nhà mình là nó sẽ kiếm cái ghế, cái đòn đó, nó tìm cái gì đó miễn sao mà đạt được một mục tiêu thì thôi à. Rồi thì ban đầu thì không bao giờ mà làm được đó, vì nó đâu đủ chiều cao đâu, nó cao 90 giống như vậy, mà cái tủ nhà mình á thì nó như vậy đó, nó cao hơn, nó không cao. Thì qua 8 tháng sau thì nó nhích lên xíu, nó cao lên, chân nó khỏe hơn, cứng hơn, nó leo được, đầu nó đổi cái ghế. Ban đầu nó chỉ nghĩ trong đầu nó lấy cái đòn hay là lấy cái ghế thấp thôi à, thì nó leo mới được, chứ còn cái ghế bằng ăn là nó thua rồi. Nó leo lên cũng nó cũng thử nhưng mà nó mới chưa tới. Thì bây giờ nó mới leo lên thử thì nó tới đạt được, cuối cùng thì nó cũng đạt được mục tiêu. Những lúc mà mình với vợ mình mà lơ mắt là nó leo lên, nó lấy thun đồ nó phá, nó cột tóc xong nó rải rải nó nhìn, thì mình cũng không hiểu suy nghĩ đó nó gì nữa, mà đứa nhỏ ăn thường vậy á, nó lấy ra nó bơi xong nó chét rồi nó suy nghĩ gì trong đầu đó thì mình chưa hiểu đó. Thì qua câu chuyện này á, mình muốn nhắn nhủ với bạn á, khi mà mấy bạn có mục tiêu rồi á, thì mấy bạn phải cần cái một cái phương tiện để đạt mục tiêu đó, rồi bạn cần thời gian để mà đạt được, chứ không có liền được. Thì cái này nè, thì cái này là do hồi trước á, mình cũng lên mạng mình nghe đó, mình nghe mấy người nói là khi mà mình có mục tiêu rồi mình phải cần phương tiện. Hồi đó mình nghe hay về vấn đề kinh doanh á, dù khi mà mình có được cái chiến lược rồi, chiến lược công ty rồi, thì mình phải cần cái phương tiện. Làm sao được thì mình không hiểu, mình kêu phương tiện gì trời, mình biết những phương tiện, mình cũng biết cái phương tiện là cái gì hết á đó. Để mà mình đạt được cái chiến lược đó thì mình cần cái phương tiện, sau đó mình làm đi làm lại, cứ nghĩ là mình phải cần thời gian
đó, cần thời gian để mà lỡ sai thì mình làm lại rút kinh nghiệm đó. Thì hôm nay á, mình quan sát con bé nhà mình á, mình thấy được cái điều đó thì mình mới rút ra mình chia sẻ đến cho mấy bạn. Rồi cái đó là cái thứ hai là vấn đề tài chính á, thì nó cũng như vậy. Thì thứ nhất á, cái đầu mình phải nghĩ đến số tiền đó. Hồi hồi mình mới ra làm á, thì để mình mới ra làm mình cũng vậy, mình mong muốn là một ngày á, mình kiếm được 1 triệu, thì một tháng mình kiếm được 30 triệu thì mình phải nghĩ đã. Sau đó mình coi thử cái phương tiện ở đây là mình cái cần cần cái gì. Nếu mình coi thử công việc hàng ngày mình làm cái gì để mình làm ra tiền, ví dụ như là mình hồi đó là mình chạy xe nè, chạy xe xe ôm nè, một ngày là bao nhiêu tiền nè, rồi mình kinh doanh nè, mình bán ống gió, mình coi thử một ngày bao nhiêu tiền. Mình hồi đó mình chỉ nghĩ được hai cái đó, thì hai cái đó là phương tiện của mình thôi, mình chưa nghĩ được cao hơn đó. Rồi mình lên mạng mình cũng có search là thêm một cái phương thức kinh doanh mới nữa, ví dụ như là mình mua bán đồ cũ, mình mua cái đồ đồ cũ á xong về mình bán cho người khác. Thứ hai rồi mình cũng lên mạng mình tìm là kiếm tiền thụ động qua phương pháp MMO. MMO là mình tên tiếng Anh là mobile gì á, gì đó, nhưng mà là kiếm tiền qua điện thoại á, lên cái app rồi á mình tìm đó, mình cộng cộng hết lại mình coi thử một ngày đủ 1 triệu không. Thì các mấy cái như là xe ôm nè, rồi bán ống gió nè, rồi kiếm tiền MMO nè đó, thì ba cái đó mình nói gọi là phương tiện. Sau đó mình làm mình coi thử cần thời gian á, thì mình làm tới làm lui đó, chứ không có đặt liền đâu nha các bạn. Các bạn nhớ ha, phải phải làm tới làm lui mình, rồi trong quá trình làm ba cái đó đó thì nó mới mới coi được cái nào là nó tạo ra được 1 triệu nhiều nhất, thì mình tập trung thời gian vào cái đó. Ví dụ như là kiếm tiền ống gió là cái này, còn cái này là xe ôm nè, cái này là MMO nè, thụ động nè, để nó bớt mình nghĩ là bớt thời gian, cuối cùng mình mất nhiều thời gian mình phải tìm hiểu, nó không có gì mà ban đầu nó có đó, cuối cùng mà ống gió nó đạt được đó. Thì cái đó là nó tạo ra được một ngày được 1 triệu, một tháng là 30 triệu, đó là cái mục tiêu mình đạt được. Trong đó tới bây giờ cũng vậy, mình muốn là một một năm mình tạo ra khoảng 1 tỷ tiền Việt Nam đó. Mình tạo ra 1 tỷ thì mình cần, bây giờ mình suy nghĩ là mình cần cái phương tiện gì đó, thì mình cũng làm lại y chang vậy. Thứ nhất mình có mục tiêu, mình phải nghĩ là mình có mục tiêu một 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 triệu trong một năm, 1 tỷ trong một năm. Thứ hai là mình cần phương tiện gì mình đạt được 1 tỷ. Phương tiện như là nhất là hiện tại mình đang có nè, mình đang kinh doanh về sản phẩm ống gió nè, rồi mình đang cho thuê xe tự lái nè, đó là hai. Mình đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam nè, đó thị trường tài chính là ba. Mình có ba cái đó, cái phương tiện nào để đạt cho mình được 1 tỷ. Sau đó mình cần thời gian đó, như cái mà thời gian á, như mà con bé nhà mình đi thì nó phải mất từ 8 tháng nó mới với được cái tới tủ lạnh. Còn mình hồi 30 triệu á, mình mất một năm đầu tiên mình mới đạt được trong vòng thời gian 1 năm đó. Rồi mục tiêu mua nhà, vậy mua nhà thì mình đặt ra hình như là 5 năm, nhưng mà cuối cùng 2 năm à, nó cũng tùy nữa. Rồi mua xe đặt 5 năm, cuối cùng mình cũng 2 năm mình mua được. Tới bây giờ mình muốn tạo ra thu nhập 1 tỷ một năm thì mình đang cũng đặt mục tiêu là khoảng 5 năm để mình đạt được con số đó. Đó thì mình phải cần thời gian, vì cái phương tiện nhiều lúc nó thay đổi mình không biết được, nhưng mà hiện tại có gì thì mình cứ làm ba cái đó. Sau này á, trên trên đường đời á, nó sẽ có một cái gì đó thay đổi, nó thay đổi cái phương tiện, nó giúp cho mình đạt nhanh hơn đó, nhanh hơn đó. Thường thường là mình hay làm như vậy. Thì cái video hôm nay á, mình nhớ lại, hôm nay mình nhớ lại mình thấy quan sát bé á, mình làm video là mình chia sẻ đến mọi người. Cũng như là để mình lưu lại á, sau này cho con cái của mình nó xem. Thì mình ban đầu thì cũng không biết cách làm sao đó, thì mình làm lại để cho những ai mà giống như mình không biết cách đó, thì xem video học hỏi và nâng cao bản thân mình lên. Rồi xin chào mấy bạn, nếu mà mấy bạn thích cái video này thì cho mình cái thumbs up ha, nếu mà không thích đó, thì cho mình cái thumbs down bấm vô cái dưới YouTube á. Còn mà thấy cái video nào mà hữu ích á,
thì hãy chia sẻ đến người khác mạnh dạn lên. Hồi xưa mình không dám chia sẻ, người ta nói vậy mình không dám, mình thấy ngại 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 sao á đó. Đó mình ví dụ mà mình thấy hay mà mình cứ nghĩ là người khác mẹ chê cái thằng này mày chia sẻ ba cái video gì đó tào lao, mình nghĩ trong đầu mình, không nghĩ trong đầu mình á, cái đó rất là nguy hiểm. Mình nghĩ trong đầu mà thực tế nó không có. Nên bây giờ thì mình làm video, mình trải qua lại, mình đặt suy nghĩ vào cái hoàn cảnh á, cái địa vị và lại cái vị trí mà hồi xưa người ta làm video á, thì mình thấy chuyện bình thường à, mình thấy mình chia sẻ thôi. Vì trong số người chê sẽ có người khen, mình thấy rồi. Giống như mình làm video hiện tại bây giờ cho khoảng 200 mấy người nè, nhưng mà có khoảng mình thấy trung bình á là khoảng 20 người là xem đều, có khoảng 3 người đó thì xem thường xuyên đó. Thì nên mình cái đó là làm động lực cho mình. Thì lâu lâu cũng có người vô comment, có người thì chê, có người thì khen đó. Thì cuộc sống là vậy mà. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau ha.